Xin chào quý bạn, rất vui được chào đón quý bạn đã trở lại kênh YouTube của Goro. Mong rằng luôn nhận được sự ủng hộ từ quý bạn bằng việc cho kênh một like, share cũng như đăng ký. Trong quá trình xem video, nếu có xuất hiện quảng cáo, mong quý bạn hãy xem hoặc bấm quảng cáo để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục đưa quý vị các bạn trở lại với dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc Thái Hà để xem đến hôm nay thì có gì khác biệt so với video đã đề cập gần đây nhất hay không. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng theo dõi video để có cái nhìn đánh giá khách quan chi tiết, mong quý vị bạn hãy xem hết video. Tại nút giao này thì 3/4 góc đã thi công mở rộng hoàn tất trước đó, chỉ còn góc 1/4 tại vị trí Chùa Bộc Tây Sơn này là còn đang phải thi công. Vị trí các bạn đang nhìn thấy trên video, đây chính là vị trí góc Chùa Bộc Tây Sơn. Hiện nay chủ đầu tư vẫn đang cùng các cơ quan ban ngành và người dân cùng tháo gỡ để thống nhất bàn giao lại mặt bằng cho chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất. Công tác giải phóng mặt bằng luôn khó. Phần lớn các công trình dự án bị kéo dài thời gian hoàn thành là do khâu công tác giải phóng mặt bằng. Thời điểm ghi hình vào khoảng gần 9 giờ sáng, theo quan sát, hiện nay phần lớn các hộ đã bàn giao lại cho chủ đầu tư và các căn hộ đã được đập bỏ. Chỉ còn một vài hộ là vẫn chưa chấp nhận bàn giao, như các bạn có thể nhìn thấy trên video. Phạm vi thuộc Chùa Bộc có lẽ sẽ được thu hồi sau cùng khi công tác giải tỏa các hộ dân kết thúc, vì hiện trạng tại phạm vi Chùa Bộc là đất trống, chỉ có hàng rào. Như vậy, đến hiện nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa thể hoàn tất. Khối lượng giải phóng mặt bằng theo ước tính đến hiện nay đạt tầm trên 90%, bao gồm cả những hộ đã bàn giao nhưng chưa phá dỡ toàn bộ, cũng như việc sẵn sàng giải tỏa tại phạm vi Chùa Bộc. Ngoài ra, chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước cần có biện pháp để thúc đẩy các hộ còn lại nhanh chóng bàn giao lại mặt bằng, để nhà thầu có thể thi công hoàn thành sớm nhất, góp phần vào việc giúp các phương tiện lưu thông được thuận tiện, cũng như công tác chỉnh trang đô thị. Đặc biệt hiện nay thì cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch đã hoàn thành đưa vào khai thác. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn về dự án này trong các video tiếp theo. Mong quý vị và các bạn đón xem. Cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành và theo dõi video đến thời gian này. Nếu quý vị các bạn thấy video này có ích, xin cho kênh một like, share để lan tỏa thông tin đến được nhiều người hơn. Nếu quý vị các bạn cần có ý chia sẻ, xin để lại bình luận phía bên dưới. Và đặc biệt, quý vị các bạn nào chưa đăng ký, xin đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị bạn trong các video tiếp theo.